Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm bộ mặt dây chữ K chất lượng. Bộ mặt dây chữ K chất lượng sẽ khiến khách hàng hài lòng với từng đường nét của sản phẩm. Nhiều người muốn thể hiện phong cách riêng biệt bằng cách đeo bộ mặt dây chữ tôn lên vẻ đẹp thời trang và hợp với xu hướng. Hãy đến trang sức em và tôi lựa chọn những bộ sản phẩm xinh xắn và giá cả phải chăng nhé. Bộ mặt dây chữ K chất lượng, thương hiệu uy tín, kiểu dáng độc đáo, giao hàng nhanh trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.